Xin chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu chương 3, Châu Á thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ 20. Bài đầu tiên của chương này chúng ta tìm hiểu đó là bài số 9, Ấn Độ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Chúng ta sẽ quan sát vào lược đồ. Nguyên phần màu vàng ở đây chính là toàn bộ lãnh thổ của đất nước Ấn Độ. Ấn Độ là nước có diện tích đứng thứ hai Châu Á sau Trung Quốc và dân số đứng thứ hai thế giới cũng sau Trung Quốc. Về Ấn Độ, có những yếu tố gì để cho các nước tư bản phương Tây xâm lược? Chúng ta sẽ đi vào phần 1 La Mã, sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh. Phần A, quá trình xâm lược. Thì các nước phương Tây đã xâm lược Ấn Độ từ khi nào? Phần này chúng ta nhớ, khi mà các nước tư bản phương Tây bắt đầu đi xâm lược các nước châu Á từ thế kỷ thứ 16, thì thực dân phương Tây đã dòm ngó đến 3 mục tiêu, đó là Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Và sang đầu thế kỷ thứ 18, sự tranh giành giữa Anh và Pháp dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất nước Ấn Độ. Kết quả, thực dân Anh đã gạt Pháp ra khỏi đất nước Ấn Độ, một mình chinh phục và áp đặt chính sách thống trị trên đất nước Ấn Độ. Và chúng ta để ý là đến giữa thế kỷ thứ 19, Anh đã hoàn thành việc xâm lược, đặt chính sách thống trị trên đất nước Ấn Độ. Tức là sau khi đã gạt Pháp khỏi Ấn Độ, thì một mình nước Anh độc chiếm đất nước Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Thì tại sao Anh lại xâm lược Ấn Độ? Chúng ta nhớ là do Ấn Độ là nước có dân số đông, sẽ là thị trường tiêu thụ lý tưởng cho các nước thực dân phương Tây. Rồi dân số đông sẽ là nơi để cho các nước này bóc lột sức lao động. Và Ấn Độ từ xưa nổi tiếng là xứ sở của vàng bạc châu báu, tức là rất là giàu tài nguyên thiên nhiên. Cho nên các nước thực dân phương Tây muốn đến xâm lược Ấn Độ để khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu trên đất nước Ấn Độ. Thì sau khi hoàn thành công cuộc xâm lược Ấn Độ, Ấn Độ có nghĩa vụ gì đối với nước Anh? Ấn Độ được xem là thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh bởi những yếu tố sau. Thứ nhất, Ấn Độ giàu tài nguyên thiên nhiên sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu để cho thực dân Anh khai thác phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế của mình. Thứ hai, dân số đông sẽ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lý tưởng của thực dân Anh và sẽ là nơi để thực dân Anh bóc lột nhiều sức lao động. Đồng thời, Ấn Độ cũng sẽ là nơi để cho thực dân Anh đến vơ vét của cải của nhân dân. Cho nên, Ấn Độ là thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh. Mặc dù hệ thống thuộc địa của thực dân Anh trên toàn thế giới rộng đến 33 triệu km vuông, một mình nước Anh độc chiếm 1 phần tư diện tích của thế giới và 1 phần tư dân số của thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thuộc địa quan trọng nhất. Rồi chúng ta quan sát, toàn bộ phần màu vàng chính là đất nước Ấn Độ, được xem là thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh ở bên ngoài. Chúng ta chuyển sang phần B, chính sách cai trị của thực dân Anh. Thì khi xâm lược Ấn Độ, chính sách cai trị của thực dân Anh như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về chính trị và kinh tế. Về chính trị, thực dân Anh sẽ cai trị trực tiếp, tức là sẽ đưa người của mình sang đất nước Ấn Độ, nắm giữ những chức vụ quan trọng để cai trị trực tiếp nhân dân Ấn Độ. Là do Ấn Độ dân số đông, cho nên phải đưa người của mình sang nắm giữ những chức vụ quan trọng để cai trị một cách trực tiếp. Rồi chúng ta quan sát, đất nước Ấn Độ rất là rộng lớn, cho nên thực dân Anh phải đưa người của mình từ châu Âu sang nắm giữ những chức vụ quan trọng để có thể cai trị được nhân dân Ấn Độ dễ dàng. Chứ họ không dám mạo hiểm sử dụng người ở bản địa để nắm giữ những chức vụ quan trọng. Đó là cai trị một cách trực tiếp. Tiếp theo, thực dân Anh thực hiện nhiều chính sách rất là thâm độc. Đó là chia để trị, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo. Chia để trị là gì? Tức là chia đất nước Ấn Độ ra thành nhiều khu vực khác nhau để dễ quản lý hơn. Rồi họ chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo. Có nghĩa là sẽ làm cho các dân tộc sống trên đất nước Ấn Độ bị chia rẽ ra. Rồi lợi dụng mâu thuẫn giữa các tôn giáo này để chia rẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân Ấn Độ. Lúc đó, nhân dân Ấn Độ sẽ không đoàn kết trong quá trình đấu tranh chống thực dân Anh. Thực
thực dân Anh sẽ cai trị lâu dài trên đất nước Ấn Độ. Qua đó chúng ta có thể thấy cái chính sách cai trị của thực dân Anh rất là thâm độc. Chúng ta theo dõi, đây là bảng thống kê giá trị lương thực xuất khẩu và số người chết đói ở đất nước Ấn Độ. Thì qua bảng thống kê này, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với đất nước Ấn Độ? Chúng ta sẽ quan sát vào phần giá trị lương thực xuất khẩu. Năm 1840, số lượng xuất khẩu đạt 850.000 livres, đó là đồng tiền của Ấn Độ. Năm 1858 là 3.800.000 livres. Năm 1901 tăng lên 9.300.000 livres. Và số người chết đói giai đoạn từ 1825 đến 1850 là 400.000 người. Từ 1850 đến năm 1875 tăng lên 5 triệu người. Từ 1875 đến năm 1900 tăng lên 15 triệu người. Thì qua đó chúng ta thấy giá trị lương thực xuất khẩu ngày càng tăng, nhưng số người chết đói cũng ngày càng tăng. Qua đó cho thấy thực dân Anh chủ yếu vơ vét lương thực để xuất khẩu ra bên ngoài, đem tiền về nước mình, mà không để lại cho nhân dân Ấn Độ hưởng. Chính vì thế mà đã làm cho số người chết đói nó tăng liên tục qua từng năm, và cái lợi nhuận mà thực dân Anh đạt được cũng tăng theo từng năm. Tức là giá trị lương thực xuất khẩu càng nhiều thì số người chết đói ở Ấn Độ càng nhiều. Đó là cái hậu quả. Chúng ta quan sát, đây là hình ảnh tranh vẽ về hậu quả của chính sách cai trị của thực dân Anh đối với đất nước Ấn Độ. Nó đã làm cho số người chết đói ở Ấn Độ ngày càng nhiều và ngày càng trầm trọng hơn. Đó là cái hậu quả rất là nặng nề, làm cho đời sống của nhân dân Ấn Độ rất là khốn khổ. Đó là về xã hội. Còn về kinh tế thì thực dân Anh tìm mọi cách hạn chế, không cho nhân dân Ấn Độ, không cho nền kinh tế của Ấn Độ phát triển. Bởi vì thực dân Anh sợ nếu như mà kinh tế của Ấn Độ phát triển, Ấn Độ sẽ có tiềm lực, sẽ có thế lực để chống lại thực dân Anh. Chính vì thế mà đối với nền kinh tế, thực dân Anh tìm mọi cách khai thác vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ, làm cho nền kinh tế của Ấn Độ ngày càng lạc hậu. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, tìm hiểu về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Chúng ta sẽ đi vào phần A, cuộc khởi nghĩa Sipai năm 1857-1859. Về nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Sipai thì có hai nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Sipai. Cái nguyên nhân sâu xa, tức là nguyên nhân đã có từ lâu, đó là do mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc, tức là mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu sắc, bởi vì hậu quả của nó để lại cho nhân dân Ấn Độ rất là nặng nề. Và cái nguyên nhân trực tiếp, hay gọi là cái duyên cớ để binh lính Sipai nổi dậy đấu tranh, đó là binh lính bất mãn trước việc bọn chỉ huy Anh bắt giam những người có tư tưởng chống đối. Tại sao binh lính lại bất mãn và thực dân Anh lại bắt giam? Bởi vì thời kỳ này đó, có những binh đoàn đánh thuê cho thực dân Anh, gọi là binh lính Sipai. Tức là họ là những người Ấn Độ, nhưng họ đã làm tay sai cho thực dân Anh, họ đánh thuê cho thực dân Anh, gọi họ đó là Sipai. Nhưng mà bọn chỉ huy người Anh này, họ đã làm một việc khiến cho binh lính Sipai họ phải đứng lên đấu tranh, đó là bắt những binh lính Sipai này phải dùng răng của mình cắn những viên đạn có tẩm mỡ bò rồi tra vào những khẩu súng. Việc làm đó đã xúc phạm đến tôn giáo của những binh lính Sipai này, bởi vì phần lớn những binh lính Sipai này họ theo Ấn Độ giáo, mà trong Ấn Độ giáo họ rất là kiêng kỵ thịt bò. Chính vì thế hành động bắt binh lính dùng răng của mình cắn những viên đạn có tẩm mỡ bò tra vào những khẩu súng đã xúc phạm đến tôn giáo của những binh lính này. Cho nên họ đứng lên họ chống đối. Thì khi họ chống đối, binh lính Anh ra lệnh bắt giam họ. Chính vì thế những binh lính còn lại họ bất mãn, họ đứng lên họ đấu tranh. Thì đó là cái duyên cớ dẫn đến cuộc khởi nghĩa Sipai nó bùng nổ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Sipai. Thì cuộc khởi nghĩa này diễn ra vào thời gian nào, kết quả ra sao? Ngày 10 tháng 5 năm 1857, khoảng 60.000 binh lính và nhân dân đã nổi dậy chống lại thực dân Anh. Thì sau khi binh lính và nhân dân nổi dậy chống thực dân Anh,
thì cuộc khởi nghĩa nó nhanh chóng nó lan rộng ra nhiều nơi. Và cuộc khởi nghĩa nó lan rộng ra khắp miền Bắc và miền Trung đất nước Ấn Độ. Khởi nghĩa lan rộng và nghĩa quân thành lập chính quyền ở ba thành phố lớn, tồn tại gần 2 năm. Rồi chúng ta quan sát vào lược đồ. Những nơi có những cái phần chớp như thế này chính là những nơi diễn ra những cuộc khởi nghĩa mạnh mẽ của nhân dân Ấn Độ. Thì lúc này cuộc khởi nghĩa Sipai nó phát triển mạnh ở khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung của đất nước Ấn Độ, và nghĩa quân đã làm chủ được ba thành phố lớn và duy trì gần 2 năm. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta quan sát, đây là hình ảnh thực dân Anh tập trung lực lượng đàn áp những người tham gia vào cuộc khởi nghĩa Sipai. Tức là thực dân Anh đàn áp dã man, họ sử dụng súng, họ tàn sát, họ bắt và giết những người tham gia cuộc khởi nghĩa này. Và ghê tởm hơn đó là họ bắt được người nào thì họ sẽ chói người đó vào cái nòng, tức là cái họng súng của khẩu đại bác, họ bắn cho tan xương nát thịt. Việc làm đó là để làm gì? Là để răn đe, để dọa nạt, làm cho nhân dân Ấn Độ không dám tham gia chống lại. Thì với cái cách đàn áp dã man đó, cuộc khởi nghĩa Sipai cuối cùng đã bị dập tắt. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Sipai này đã bị dập tắt, nhưng cuộc khởi nghĩa này đã có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa của nó là nó tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Anh. Tức là cuộc khởi nghĩa này được xem là cái sự kiện cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên của nhân dân Ấn Độ chống lại chính sách cai trị của thực dân Anh. Cho nên nó tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ. Và khi thực dân Anh càng khủng bố, càng đàn áp, càng giết người dã man bấy nhiêu thì nhân dân Ấn Độ càng căm thù, càng đứng lên đấu tranh chống lại thực dân Anh bấy nhiêu. Cho nên cuộc khởi nghĩa này nó có ý nghĩa rất là lớn, nó tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Anh. Chúng ta sẽ chuyển sang phần B, tìm hiểu về phong trào đấu tranh chống thực dân Anh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tức là sau khi cuộc khởi nghĩa Sipai thất bại. Trong giai đoạn này đó thì Đảng Quốc Đại đã ra đời. Vậy Đảng Quốc Đại ra đời như thế nào? Và Đảng Quốc Đại này ra đời nhằm mục đích gì? Đó là cuối năm 1885, Đảng Quốc Đại được xem là chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản được thành lập. Thì Đảng Quốc Đại ra đời nhằm mục đích gì? Đó là nhằm đấu tranh giành quyền tự trị, tức là giành lại quyền độc lập để phát triển nền kinh tế dân tộc. Thời kỳ này, do kinh tế của Ấn Độ bị lệ thuộc vào thực dân Anh, chính vì thế giai cấp tư sản ở Ấn Độ họ muốn thành lập nên một đảng để giành lại quyền phát triển kinh tế của họ một cách độc lập tự chủ, chứ không muốn lệ thuộc vào thực dân Anh. Và khi Đảng Quốc Đại, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản ra đời, nó đã đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. Tức là từ đây giai cấp tư sản ở Ấn Độ họ đã chính thức bước lên vũ đài chính trị, tức là giai cấp tư sản ở Ấn Độ họ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại thực dân Anh. Và trong quá trình hoạt động của mình thì Đảng Quốc Đại đã hoạt động như thế nào? Thì trong quá trình hoạt động thì Đảng Quốc Đại đã chia làm hai phái, đó là phái ôn hòa và phái cấp tiến. Như thế nào là phái ôn hòa, như thế nào là phái cấp tiến? Thì phái ôn hòa là họ chủ trương thỏa hiệp, chỉ yêu cầu thực dân Anh thực hiện những cải cách để bảo vệ quyền lợi cho họ, chứ họ không dám kiên quyết đấu tranh. Còn phái cấp tiến tức là phái kiên quyết đấu tranh chống lại thực dân Anh, phái cấp tiến do Tilak đứng đầu, tức là họ kiên quyết chống lại thực dân Anh. Thì khi nội bộ của Đảng Quốc Đại phân thành hai phái thì lúc này nó là kẽ hở để cho thực dân Anh thực hiện chính sách chia rẽ đảng này, và dần dần hai phái này bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Bởi vì phái ôn hòa thì họ chủ trương thỏa hiệp để bảo vệ quyền lợi của họ, còn phái cấp tiến là kiên quyết đấu tranh. Chính vì thế nội bộ đã có sự mâu thuẫn, có sự chia rẽ với nhau, và từ đó đó nó cũng làm cho Đảng Quốc Đại dần dần bị tan rã. Vậy vì sao Đảng Quốc Đại tan rã? Đó là vào tháng 7 năm 1905, thực dân Anh thực hiện chính sách chia đôi xứ Bengal. Chúng ta quan sát lên đây, nguyên phần màu vàng đây nè là toàn bộ xứ Bengal thời trước. Thì ngày nay từ cái sự phân chia này của thực dân Anh, nó dẫn đến sự hình thành của hai quốc gia.
ở miền miền Đông ngày nay đó chính là đất nước Bangladesh. Đây chúng ta thấy ở trên, đây là đất nước Bangladesh. Còn phần còn lại ở miền Tây là đất nước Ấn Độ ngày nay. Tức là ở miền Đông theo đạo Hồi hình thành nên đất nước Bangladesh. Còn ở miền miền Tây theo Ấn Độ giáo chính là đất nước Ấn Độ ngày nay. Tức là từ cái chính sách chia rẽ tôn giáo này, nó đã làm cho cái xứ Bengal tách ra thành hai quốc gia. Ở phía đông chính là Bangladesh, còn ở phía tây chính là đất nước Ấn Độ. Tức là nó đã chia đất nước Ấn Độ ra thành hai quốc gia. Và đến tháng 6 năm 1908, thực dân Anh đã bắt giam Tilak và kết án ông 6 năm tù. Thì khi nó bắt giam Tilak để cho Đảng Quốc Đại chính thức ngưng hoạt động. Và khi nó đã bắt giam Tilak thì nó đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. Và cũng từ sự kiện này, Đảng Quốc Đại chính thức ngừng hoạt động, không còn hoạt động nữa. Rồi chúng ta quan sát. Thì khi mà Tilak bị bắt giam, Đảng Quốc Đại không còn hoạt động nữa, thì một cuộc khởi nghĩa rất là lớn nó đã nổ ra. Chúng ta quan sát ở đây chính là thành phố Bombay, ngày xưa còn có tên gọi là thành phố Mumbai. Thì vào tháng 7 năm 1908, công nhân ở thành phố Bombay họ đã tổ chức thành nhiều cuộc bãi công để chống lại thực dân Anh. Tuy nhiên, những phong trào đấu tranh của họ cuối cùng cũng không đạt kết quả. Mặc dù công nhân đã tổ chức thành nhiều cuộc bãi công chính trị, thành lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến lũy chống lại quân đội của thực dân Anh, nhưng thực dân Anh đã đàn áp rất là dã man. Và phong trào đấu tranh của nhân dân ở thành phố Bombay cuối cùng cũng bị đàn áp, bị thất bại. Thì qua đây chúng ta có thể thấy tất cả những phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ nổ ra vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 đều bị thất bại hết. Tuy nhiên, những phong trào này nó đã có ý nghĩa rất là lớn, đó là nó đã đặt cơ sở cho các thắng lợi sau này. Có nghĩa là các phong trào này khi nó đã thất bại, nó sẽ để lại những bài học kinh nghiệm, để lại những con đường đấu tranh đúng đắn hơn. Tức là những cuộc cách mạng ở phía sau, họ sẽ hạn chế, họ tránh đi những cái yếu điểm, những cái hạn chế từ những cái cuộc khởi nghĩa trước này, để họ có phương hướng, có cách đấu tranh đúng đắn hơn. Chính vì thế, các phong trào này tuy đã thất bại, nhưng đã đặt cơ sở cho những thắng lợi sau này. Thì thầy vừa giới thiệu cho chúng ta xong bài số 9. Thì hy vọng là các em sẽ nắm bài tốt hơn và các em cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những bài giảng tiếp theo của thầy. Thì những em nào chưa đăng ký thì chúng ta hãy đăng ký và nhớ bật chuông lên để tiếp tục theo dõi những bài giảng tiếp theo của thầy. Rất cảm ơn các em trong thời gian qua đã ủng hộ những bài giảng của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.